Đầu tiên em xin chào cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Đăng, mã số sinh viên của em là B38169. Thì hôm nay em xin nói về một quyển sách có tên là quyển Quý học của tác giả Fukuyawa Yukichi. Đây là quyển Quý học này. Thì em xin nói đôi chút về ông ấy. Fukuyawa Yukichi sinh vào năm 1834 tại một gia đình võ sĩ cấp thấp ở Nakachu. Năm 4 tuổi, ông được gửi sống tại nhà chú ruột làm con nuôi. Từ thở niên thiếu, ông đã cảm nhận được sự tủi nhục do chế độ đẳng cấp và nỗi sợ. Mãi tới năm 14 tuổi, ông mới được đi học tại một trường làng, và ông thấy học vấn ở đâu cũng chỉ toàn là hãng học. Năm 19 tuổi, ông theo ngành Hà Lan học, nghiên cứu học và các môn khoa học phương Tây. Mãi tới nay 25 tuổi, ông được gặp và tiếp xúc với người phương Tây ở khắp nơi. Ông dùng tiếng Hà Lan để trao đổi nhưng không ai hiểu, và ngược lại, họ nói ông cũng chẳng hiểu gì. Ông nhìn xung quanh những chữ viết, nhãn hiệu, ông cũng chẳng hiểu đó là tiếng Anh hay tiếng Pháp. Khi nhận thấy Hà Lan học đã trở nên quá lạc hậu, ông quyết chí bắt tay vào học tiếng Anh. Thì năm 1860, ông tình cờ được cử làm thông dịch viên. Ông được chân lên nhiều nơi ở phương Tây. Và ông thấy kinh ngạc vì sự phát triển của phương Tây. Ông nhìn lại quê hương của mình và sự suy vong của nó. Thì đó là một chút về ông em. Mình sẽ nói về quyển khuyến học này. Thì quyển khuyến học được Fukuyawa Yukichi viết vào năm 1872 đến năm 1876. Đây không phải là tác phẩm sâu sắc nhất của ông, nhưng là tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng lớn đến người Nhật Bản. Trong cuốn sách này, ông đề cập đến tinh thần cơ bản của con người và mục đích của học vấn với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa về nền học vấn mới, trách nhiệm của nhân dân, trách nhiệm của nhân dân trong một quốc gia pháp trị. Cuốn quý học này đã làm lung lay tâm lý người dân Nhật Bản dưới thời Minh Trị, với tiên ngôn người tạo ra người không đứng lên người, và người tạo ra người không đứng dưới người. Ông Fukuyawa Yukichi khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do trình độ học vấn của mọi người. Về học vấn, ông phê phán lối học từ chương và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên thực học. Nền học vấn thực học phải gắn liền đến cuộc sống hàng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng về việc tiếp thu và văn minh phương Tây, cần phải có chọn lọc. Thì qua bài học từ cuốn quý học của ông thì đã cho chúng ta thấy một điều là sự phân biệt giai cấp của Nhật ở Nhật Bản từ hàng trăm năm về trước, và nó ảnh hưởng như thế nào, và tác giả lên án, và tác giả lên án việc học như thế nào mới là đúng đắn, học như thế nào mới giúp được cho đất nước phát triển hơn. Thì video của em tới đây xin hết. Em cảm ơn cô và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe.